Quận Ca Vì về học tập từ xa. Chúng tôi sẽ trình bày một số thông tin về học tập từ xa và giới thiệu những gì phụ huynh và người giám hộ có thể làm để hỗ trợ cho con em đảm bảo sự thành công và đạt được các mục tiêu học tập của mình. Đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc trò chuyện về học tập từ xa. Chắc chắn rằng quý vị sẽ nghe thêm và tìm hiểu thêm về việc học tập từ xa trong vài tháng tới. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong mối quan hệ giữa nhà trường và nhà. Chúng tôi hy vọng kể từ giờ trở đi, mối quan hệ này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Đầu tiên, chúng tôi có một vài lưu ý quan trọng. Bài thuyết trình này sẽ được ghi âm lại. Video sẽ được tải lên trang web của học khu và trong vài ngày tới, để quý vị có thể đến xem đi xem lại khi cần và chia sẻ với những phụ huynh khác. Buổi họp mặt này sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt. Các ngôn ngữ khác đã và sắp diễn ra trong các buổi gặp mặt khác. Bạn để ý rằng chúng tôi đã tự động tắt micro của bạn và chúng tôi yêu cầu bạn duy trì ở chế độ im lặng này trong suốt quá trình thuyết trình để loại bỏ tiếng ồn xung quanh và các yếu tố gây phiền nhiễu khác. Có một chức năng trò chuyện mà quý vị có thể nhập câu hỏi của mình trong khi chúng tôi thuyết trình. Chúng tôi muốn trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt, vì vậy chúng tôi sẽ có một vài phút ở cuối buổi thuyết trình để giải đáp câu hỏi. Nếu chúng tôi chưa trả lời được câu hỏi của quý vị vào ngày hôm nay, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ lưu các câu hỏi trong phần trò chuyện và giải đáp ở một câu hỏi thường gặp trong trang web của học khu. Chúng tôi sẽ cho bạn tìm phần đó sau trong bài thuyết trình kết thúc. Quý vị cũng có thể gửi email cho giáo viên hoặc hiệu trưởng hoặc gọi đến đường dây nóng tại học khu. Chúng tôi sẽ cung cấp điện thoại và ở cuối cuộc họp này. Tôi muốn giới thiệu đội Ca Vì của chúng tôi. Tôi tên là Helena Trần và tôi là thư ký văn phòng tại trường tiểu học Dove. Trong ban của chúng tôi có các chuyên viên dịch vụ cộng đồng để hỗ trợ cho các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh trong suốt năm qua. Đó là cô Stephanie Garcia, cô Rebecca Song, Rebecca, và cô Laura Solis, giám đốc cho các dự án đặc biệt. Hello, I Tiếp just theo. wanted to, sorry, Helena, I just wanted to say hello to everybody and welcome everyone here on behalf of our district leadership. We are ready and willing to support you during distance learning, and we will be here at the end of, or when it comes to questions and answers. You can now continue. Thank you. Sau đó tôi sẽ giới thiệu nhóm giáo dục công nghệ và đổi mới dưới sự chỉ huy mới của ông giám đốc mới Rudy Torres, và ông ấy sẽ chào và giới thiệu nhóm của mình. Rudy, could you introduce yourself? Hi everybody, I'm Mr. Torres, our director of our educational department, technology and innovation. You know, I'd like to take a minute and just recognize our amazing team that's here today, beginning with Anna Castro, Phong Nguyen, and Rachel Wong. Just a dynamite technology leaders. Thank you. Thank you. Chúng tôi có ba mục đề tài cần đề cập trong ngày hôm nay. Mục tiêu đầu tiên là cung cấp cho quý vị một số thông tin về sử dụng công nghệ liên quan đến học tập từ xa. Thứ hai là thảo luận về các kỳ vọng đối với học sinh trong quá trình học tập từ xa. Và đề tài cuối cùng là nắm bắt và trả lời những câu hỏi của quý vị càng nhiều càng tốt. Trước tiên, chúng tôi muốn quý vị biết rằng mỗi học sinh sẽ được cung cấp thiết bị học tập, chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc Chromebook, và sẽ tuân theo các quy tắc và kỳ vọng nhất định. Chúng tôi có một biểu mẫu nêu rõ những quy tắc này và đã gửi về nhà cho mỗi học sinh.
Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đọc kỹ mẫu đơn thỏa thuận sử dụng công nghệ và để hiểu rõ những kỳ vọng và mà đã đề ra. Một vài điều quan trọng cần lưu ý về mẫu đơn này là nó là một quá trình đăng ký, mặc dù quý vị sẽ nhận được bản tin này bằng giấy và qua email, nhưng quý vị không cần phải gửi lại. Trong lúc này, học khu sẽ cho rằng quý vị đã đọc và đồng ý với nội dung của mẫu đơn. Một số trách nhiệm quan trọng mà học sinh cần lưu ý là tích cực và tôn trọng trong suốt quá trình học tập từ xa, và học sinh không thể ghi âm lại hoặc thâu lại các bài giảng khi không có sự cho phép. Học sinh có thể bị kỷ luật nếu có hành vi cư xử không đúng đắn, tương tự như các quy tắc cư xử trong lớp học sẽ được áp dụng trong quá trình học tập từ xa. Có những phần quan trọng khác về quyền riêng tư, báo cáo và hậu quả mà quý vị nên biết. Một lần nữa, mẫu đơn này sẽ được bao gồm những thông tin tài liệu sẽ được phát ở mỗi trường. Quý vị sẽ được trường thông báo về lịch trình phân phối thiết bị học tập. Vào ngày 29 tháng 6, Thống đốc Newsom đã ký luật 98, mình gọi là SB 98 của Thượng viện. Luật bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc học tập từ xa và hướng dẫn trực tiếp cho năm học 2020 và 2021. SB 98 định nghĩa học tập từ xa là chương trình giảng dạy, trong đó học sinh và giáo viên ở các địa điểm khác nhau và học sinh chịu sự giám sát của nhân viên có chứng chỉ cơ quan giáo dục địa phương, viết tắt là LEA của học khu. Kỷ lục tham gia hàng ngày, hồ sơ tham gia hàng tuần và chuyên cần đối với học tập từ xa. Luật SB 98 quy định rằng tất cả các học khu phải ghi lại sự tham gia hàng ngày của mỗi học sinh mỗi ngày học. Nếu học sinh không tham gia học tập từ xa thì họ phải được đánh dấu vắng mặt. Với mục đích theo dõi sự học tập chuyên cần hàng ngày, học khu của chúng tôi phải ghi sự tham gia hàng ngày của học sinh khi học tập từ xa. Vì vậy, một lần nữa, việc học và tham gia đều đặn là điều cần thiết trong quá trình học tập từ xa cũng như việc học tập tại trường. Phụ huynh thiết lập một môi trường học tập phù hợp tại nhà. Điều đó cũng rất quan trọng, tương tự như việc các công cụ và thiết bị học công nghệ phù hợp. Vì vậy, học khu muốn đảm bảo tất cả các học sinh đều có những gì họ cần. Và mùa xuân năm 2020, chúng tôi đã cung cấp hơn 3.000 thiết bị. Năm học này, chúng tôi muốn đảm bảo mỗi học sinh mới, bao gồm TK là lớp mầm và Kindergarten là lớp mẫu giáo, cũng như các học sinh mới đến học khu được cung cấp một thiết bị để kết nối với giáo viên qua mạng. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp ba lô với tất cả tài liệu, vật dụng và sách bài tập mà học sinh cần dùng ở nhà. Một lần nữa, mỗi trường học sẽ thông báo cho bậc phụ huynh về lịch trình phân phối ba lô. Ngoài ra, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tại nhà phụ huynh có thể tạo ra một không gian học tập hiệu quả cho học sinh. Điều này đặc biệt khó khăn đối với những quý vị mà có nhiều con học khác lớp. Hoặc cả cha và mẹ đều làm việc tại nhà. Vì vậy, cố gắng chọn những khu vực yên tĩnh, có đủ ánh sáng, không có sự phân tâm sẽ rất quan trọng. Ví dụ như là để thời khóa biểu học ở vị trí dễ quan sát, giữ cho không gian học tập được ngăn nắp, đảm bảo khu vực yên tĩnh và ít sao lãng, v.v. Bạn cũng nên nhớ rằng bất cứ điều gì đang diễn ra ở phía sau học sinh đều có thể được nhìn thấy. Và microphone sẽ thu nhận mọi thứ đang diễn ra ngay lập tức xung quanh học sinh. Cho nên quý vị cần chú ý điều đó. Ba lô gửi về nhà gồm có thời khóa biểu hàng ngày của học sinh. Ở đây quý vị có thể thấy một ví dụ. Và đây chỉ là ví dụ mà thôi của lịch học ở trường cho học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 3.
Trong ví dụ này, giáo viên mong đợi học sinh lớp 2 của mình sẵn sàng vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Điều này có nghĩa là học sinh cần phải ngồi trước màn hình, bật máy tính lên và có tài liệu học tập ở phía trước ngay mặt vì giáo viên sẽ điểm danh. Sau mỗi buổi học trực tuyến đầu tiên sẽ có một chút giờ giải lao để học sinh hoàn thành một số bài tập và sau đó học sinh sẽ học tiếp cái giờ kế là 9 giờ rưỡi. Mục đích của cái thời gian nghỉ giải lao này là để học sinh có thời gian hoàn thành bài tập cho buổi học trực tuyến trước đó, nhưng cũng có thể để trẻ nghỉ ngơi đôi mắt của mình. Bạn sẽ thấy mỗi giáo viên có dành một chút thời gian cho những phụ huynh và học sinh cần trợ giúp hoặc có những thắc mắc. Mỗi giáo viên sẽ giải thích cái giờ làm việc của họ sau. Vào các ngày thứ tư, không phải tất cả học sinh sẽ được học trực tuyến. Họ có thể được giao bài tập để tự làm ở nhà. Hoặc một số học sinh có thể được giáo viên yêu cầu tham gia một nhóm nhỏ để học trực tuyến chẳng hạn. Xin lưu ý rằng các lịch trình hàng ngày này chỉ áp dụng trong thời gian học từ xa. Dưới đây là lịch trình học hàng ngày của trình độ trung cấp trong thời gian học từ xa. Trung cấp là lớp 7, lớp 8. Bạn thấy ở phía bên tay phải, chúng tôi thiết lập thời khóa biểu gọi là khối thời khóa biểu. Có nghĩa là một môn học sẽ được dạy trong một khối thời gian mỗi tuần một lần thay vì mỗi ngày một lần. Cho nên các tiết khối 1, 2, 3 sẽ được dạy vào ngày thứ hai. Và các tiết 4, 5, 6 sẽ được dạy vào ngày thứ ba và thứ sáu. Ở hai cột đầu tiên bên trái, bạn sẽ nhận thấy rằng trường này có khối thời gian là 50 phút cho một khối và giờ nghỉ giải lao là 10 phút giữa các khối. Tương tự như tiểu học, vào ngày thứ tư sẽ có các nhóm nhỏ và phụ đạo cho một vài tiếng đồng hồ. Giáo viên cũng có giờ dành cho phụ huynh hoặc học sinh có thắc mắc hay có câu hỏi trên mạng. Thời gian biểu sẽ được cung cấp cho từng học sinh trước khi nhập học. Và bây giờ tôi sẽ nhường bài thuyết trình cho cô Phượng, giáo viên tiểu học trường Monda Vista. Cô ấy sẽ nói về một số công nghệ mà chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình học từ xa. Xin mời cô Phượng. Xin lỗi, có thể microphone của cô Phượng không có mở ạ. Cảm ơn cô Helena. Xin chào quý vị, tôi tên là Phượng Nguyễn và Phượng sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị coi học sinh sẽ sử dụng máy tính để học trên mạng hàng ngày như sau. Tùy theo học sinh là học lớp nào có thể nhận là cái Chromebook hoặc là laptop. Để mình coi mở cái này, đang coi, đang nó chỉ dẫn cho mình mở máy như sau. Trước nhất thì nếu mà tùy theo em nó có máy Chromebook thì một mình nhớ nhắc em là phải gắn điện, bạn có điện mở. Thứ hai mình mở nắp của Chromebook ra. Thứ ba thì mình sẽ kiếm cái hình dáng như vậy, mình bấm nó sẽ mở lên. Sau đó mình cần log in học sinh. Log in mình cần cái mật khẩu của em. Mật khẩu là ngày sinh tháng đẻ. Giả tỷ em nó sinh nhật là 14 tây tháng 7 năm 2007 thì mình phải để ngày tháng trước là 07, ngày là 14, năm là 2007. Sau đó mình sẽ vô được cái máy, mình phải check trước coi mình có wifi hay không. Ngó ở dưới cái hình của máy thì mình sẽ thấy nếu mà có wifi hay không.
Nếu mà cái chữ nó để là no network, là không có network, thì mình phải kiếm wifi. Kiếm cái wifi tên của mình, thì vừa bấm cái mật khẩu mình mới lên được mạng. Nhớ nhắc em, chừng nào xong bài mỗi ngày nhớ tắt máy. Tắt máy thì mình kiếm từ ở dưới cái hình, nó sẽ lên cũng giống như hình dáng như vậy, mình bấm thì mình kêu là shut down, sẽ tắt cái máy. Nhưng nếu mà em nó có laptop thì cũng sơ sơ giống như Chromebook. Thứ nhất thì mình cũng nhắn em là mình bỏ máy, mình bỏ đắn điện. Thứ hai mở nắp ra. Thứ ba thì mình bấm cái hình dáng như vậy để mở. Nhưng mà login của laptop là khác hơn cái login của Chromebook. Login của laptop là cái chữ student. Mình phải bấm cái chữ student. Đánh nhạc là S-T-U-D-E-N-T. Sao mình lên mạng được hết thì mình phải kiếm cái hình dáng như vậy. Cái này là Google Chrome. Thường thường mình kiếm ở dưới đây, ở máy thì mình bấm một lần nó sẽ mở ra. Sau đây Phượng sẽ tiếp tục chỉ dẫn đang là mở Clever, hoặc là mình kéo xuống, Phượng sẽ lát chỉ dẫn đang lên Google Classroom. Rồi mình cứ kéo xuống. Mọi thứ Phượng đã chia sẻ đây, quý vị có thể xem lại trong video chừng nào mình có rảnh rỗi. Clever là gì? Clever là một cách để học sinh nhập vào đang sử dụng Google Classroom, hoặc là Benchmark Education là Anh văn lớp nhỏ, Think Central là toán lớp nhỏ, Big Ideas là toán lớp lớn, Science là khoa học, Station là ngôn ngữ Anh và Mẹ, Better Immersion, iChinese là ngôn ngữ Anh và tiếng Hoa, iReady, Zoom, your teacher page là trang của cô giáo và thầy giáo. Để mình thử vô cái Clever. Nếu mà học sinh muốn vô Clever thì mình kiếm lên cùng trên đây. Nó sẽ có cái chữ C. Mình bấm một lần, nó sẽ mở ra. Lần đầu có thể nó sẽ hỏi mình bấm máy vô, mình cần cái email mật của trường, không phải là của cá nhân. Của trường là phải có chữ GESD.US. Thì mình bấm cái này, nó mở ra, mình lựa chọn. Cái này là tên của học sinh. Mình bấm cái mật khẩu. Đây mình vô Clever. Clever đây nó có nhiều thứ application mà cô và thầy sẽ dùng. Giả tỷ là code.org, typing.com, iReady. Mình kéo thêm xuống mình sẽ thấy là cái này cô và thầy xài dùng nhiều nhiều nhất, kêu là Google Classroom, Google Drive, Gmail, Google Docs. Kéo thêm xuống nữa thì mình sẽ thấy là Think Central là toán á, là rất là quan trọng. Nếu mà phụ huynh muốn em kiếm cái application rất là dễ hơn, mình kiếm cái chữ Google Classroom, cái hình mà em dùng nhiều nhất. Nó sẽ thấy cái trái tim đây, mình bấm một cái, nó sẽ chạy lên trên đây cho em, nó kiếm rất là dễ hơn. Giả tỷ mình cũng là iReady cũng xài nhiều, mình chỉ kiếm trái tim ngay đây, mình bấm một lần nó sẽ chạy lên đây. Mọi thứ Phượng đã chia sẻ đây trước đây, quý vị có thể xem lại trong video cô Halina sẽ giảng bài giờ giấc ngủ rảnh rỗi của quý vị. Google Classroom là gì? Google Classroom như là một liên kết kỹ thuật để học tập. Cô thầy sẽ sử dụng Google Classroom để giao bài tập, báo tin và nhiều thứ khác giữa học sinh và phụ huynh. Giả tỷ em học sinh có thể gửi email cho giáo viên, kiểm tra bài tập, nộp bài tập, kiểm tra điểm,
Còn phụ huynh có thể nhận báo cáo tóm tắt của con. Để mình vô nhập vô Google Classroom trước. Nếu mà mình muốn vô nhập Google Classroom có hai ngã rất là dễ. Thứ nhất thì mình vô cái hồi nãy là Clever, nó ở trong đây mình chỉ bấm một lần thôi. Kiểu thứ hai thì mình kiếm cái tab mới, nó có cái số cộng đây, mình bấm một lần nó sẽ mở ra. Mình kiếm cái chính nút ngay trên đây nè, mình bấm một cái thì nó cũng có cái Classroom ở đây để mình vô Google Classroom xem. Tùy theo em nó học lớp nhỏ, lớp lớn hoặc là cô giáo, thầy giáo. Có thể em nó sẽ có một lớp hoặc là 2, 3, 4, 5, 6 lớp. Để mình vô lớp này mình xem. Trong Google Classroom này nó có 3 cái tab rất là quan trọng. Thứ nhất kêu là Stream. Stream đó là chỗ mà cô, thầy sẽ báo cáo tin hoặc là báo cáo chừng nào bài cần phải nộp vô. Chỗ này là upcoming, là sắp tới, thì mình mở ra cũng được. Mình mở ra mình coi cái nào gần sắp tới. Giả tỷ cái bài này writing fraction nó sẽ phải nhập vô 20 tây tháng 8 lúc 3 giờ. Để mình trở lại bên đây. Thứ nhì, cái classwork là rất là quan trọng nhất trong Google Classroom. Cái này là chỗ mà cô và thầy sẽ để bài. Trong đây mình sẽ thấy cô và thầy sẽ để, sẽ có thể add hơn, tên hơn đây. Giả tỷ lớp này thì nó để là Google Classroom Basics, hoặc là Grammar, hoặc là bài viết, hay là toán. Nếu mà này rất là khó đang coi, mình có thể coi bấm cái toán, thì mình coi toán không, thì mình thấy cái bài nào nó sẽ làm, cần em phải làm. Bây giờ mình vô thử một cái bài, giả tỷ em nó cần nhập bài vô. Mình sẽ vô bài viết. Đây nó để là Letter to my future self. Mình phải nộp vô trước khi 21 tháng 8. Bấm nó một lần, mình mở ra, mình thấy cái bài câu mà cô đã muốn giảng bài. Nhưng mà mình muốn coi dễ hơn, mình bấm cái chữ View Assignment là mình vô coi bài. Vô coi bài mình thấy cô và thầy sẽ để câu hỏi. Hay là bài cần em nó cần phải làm gì. Nếu mà em nó sửa soạn, nó muốn nộp bài thì nó phải bấm đây. Chỗ này nó là your work, là bài của mình. Mình mở cái này ra, em nó sẽ có cái bài, hoặc là mình bấm vô, hay là mình phải làm toán, mình làm bấm cái gì nó sẽ vô. Chừng nào mình xong, em nó xong bài, trở lại Google Classroom, mình phải để turn in. Turn in là mình sẽ nộp vô. Tiếp theo mình sẽ qua cái people. People cũng là rất là quan trọng. People là người trong lớp. Đây là mình có thầy và cô. Tùy theo em nó có một cô hoặc là hai ba cô thầy. Nếu mà em nó muốn gửi email cho thầy hay là cô, mình kéo qua bên đây nó để email. Dưới đây thì là classmates. Classmates là bạn cùng lớp. Cái băng cho phụ huynh có thể nhận bà báo tin đó, thì mình coi ngay đây. Mở cái này ra. Nếu mà phụ huynh lần đầu mở thì nó mình phải theo cái này. Thứ nhất thì mình phải nhận cái này, là mình nhận cái invitation của cô và thầy. Sau đó thứ hai mình lựa chọn mình muốn báo cáo, cô thầy báo cáo mỗi tuần hoặc là mỗi ngày hoặc là không báo cáo. Thứ ba là cái này là mình mở ra nên nói báo cáo giống như vậy. Mọi thứ Phượng đã chia sẻ đây, quý vị có thể xem lại trong video khi rảnh rỗi. Bây giờ Phượng trả lại micro cho cô Helena. Xin cảm ơn
Xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Phượng. Những gì cô chỉ dẫn phía trên sẽ được cập nhật và đăng tải trên trang web của Học Khu. Các tài liệu, thông tin bổ sung bao gồm video hướng dẫn và các câu hỏi thường xuyên gặp cũng sẽ được đăng ở đó. Đây là cách bạn truy cập trang web của Học Khu. Đánh địa chỉ màu xanh ở phía trên này. Sau đó nhấn vào mục School Reopening là trường mở lại trường. Sau đó nhấn vào mục Distance Learning, học từ xa. Và cuối cùng nhấp vào mục Tài nguyên học tập thì quý vị sẽ xem lại được những cái video hướng dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi của phụ huynh. Nếu chúng tôi không đủ thời gian để trả lời hết những câu hỏi của quý vị trong buổi họp mặt ngày hôm nay, hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ tải lên những câu hỏi thường gặp trong vài ngày tới và cố gắng trả lời hết những thắc mắc của mọi người. Trước tiên để tôi xem bên hộp chat, xem coi những câu hỏi nào của quý vị và để trả lời những thắc mắc đó. Quý vị để tôi xem nhé. Và tôi sẽ đọc câu hỏi của quý vị một lần bằng tiếng Việt và sẽ thông dịch lại bằng tiếng Anh để những nhân viên có thể trả lời câu hỏi của quý vị. I will read the question in Vietnamese and also will translate it to English. Câu hỏi đầu tiên là xin cho tôi hỏi khi nào chúng tôi được biết con mình sẽ vào lớp nào, cô giáo nào? The first question the parent asks is when will I know which class that my child is assigned to and who is the assigned teacher? Laura, would you like to answer this or you would like me to answer it? Sure. So what I would say is that as we speak, all schools are trying to set up their classroom rosters as we speak. We've had a little bit of a slow return back to the registration process. And so by now, the school office manager should have put together all of the rosters. And so that I think is what is going to drive then the teachers being able to, based on those rosters, create the Google Classrooms. Once those Google Classrooms are ready, they will be able to push out that invitation via email to the students. It should get to them probably by sometime next week. Thank you. Bà Laura Solis giải thích rằng trong quá trình hiện tại như chúng ta đang họp mặt ở đây thì các trường học cũng đang sắp xếp danh sách của học sinh vì lý do việc đăng ký lại đã bị chậm trễ cho nên có một chút trở ngại. Nhưng trong tuần tới quý vị sẽ nhận được thông báo từ trường học của mình để cho biết con mình học lớp nào và cô giáo nào. Xin quý vị có thể gọi điện thoại cho trường cũng được nhé. Cảm ơn. Next question. Năm ngoái con mình được trường học mượn laptop nhưng laptop có vấn đề thì mình phải làm sao? The second question is this student have the laptop last year, but this year the laptop is unusable. What can I do? Hi, Helena. So currently right now, our principals and school staffs are contacting parents. So please make sure the parent contacts the school and we'll be changing our computers at Duff Elementary. And we'll have the dates for that. The principal will communicate the dates for that. Thank you. Ông Rudy trả lời câu hỏi này là hiện nhà trường đang có nhân viên gọi điện thoại cho phụ huynh để xem coi phụ huynh nào cần được thay đổi laptop. Thì trong khoảng thời gian tới, tức là tuần sau, thì mình sẽ nhận được
điện thoại hoặc là thông báo từ trường để cho mình biết ngày nào đi đi lấy máy. Ok. Và chỗ lấy máy sẽ là trường Duff. Hiệu trưởng sẽ thông báo cho mình biết ngày nào nhé. Câu hỏi kế tiếp là câu con tôi học lớp 1 và lớp 5, xin hỏi khi đi nhận tài nguyên thì phải hỏi như thế nào? The next question is, I have a student in first grade and fifth grade. When I go pick up my material, how would I pick it up? So again, what I would say here is all of the communication will be coming directly from the school site. So parents should be either receiving a phone call or some sort of message that will let them know when they can come in and pick up the backpacks. We're trying to do this in the safest manner possible. Để trả lời câu hỏi của quý phụ huynh này thì bà Laura nói là mọi việc sẽ được hướng dẫn từ trường học của mình. Trường học sẽ sắp xếp ngày nào để đi lấy và giờ nào cho những cấp lớp nào. Nếu quý vị có câu hỏi nào mà không muốn đánh máy, quý vị có thể giơ tay và nói bằng microphone cũng được. Có quý vị nào có câu hỏi gì hay không ạ? Jayden Hiếu Trinh có câu hỏi gì ạ? Jayden Hiếu Trinh. Okay. Next question. Câu hỏi kế là cái laptop hoặc Chromebook bị chậm hoặc bị hư thì phải làm sao? Câu hỏi này cũng tương tự như hồi nãy nhé. Nếu mà máy bị hư hay chậm thì mình có thể đem đi đến trường học để đổi. Mình phải báo cho hiệu trưởng biết nhé. The next question is similar to the previous question, so I just went ahead and answered it. Còn quý vị nào có câu hỏi gì không ạ? Hello, can I? Dạ, xin mời cô Lan Lý. Tại em hỏi giống như con nhỏ này nó học có lớp 1 á, mà bây giờ nó lên lớp 2 rồi, mình đâu có biết cách chỉ nó là về toán này nọ, những cái bài vở mình đâu có biết, ở nhà mình chỉ thì thử hỏi giáo viên có ai thể giúp cho nó không được không dạ? Cảm ơn. The parent asked, the child is moving from first grade to second grade and the parent has difficulty helping the student with math homework. Will there be any type of support from the teacher? The answer is absolutely yes. If you want to go back to the elementary school schedule slide, we can show them where there is an opportunity for interventions. One more back. Để trả lời cho cô Lan Lý thì cô có thể xem cái bản thuyết trình này ở đây. Okay. Cô lưu ý nhé. So there are three ways of doing this. One is if you look at in between each of the live sessions. So let's just say between ELA and math, there are 30 minutes. At that point, and it's noted as break time, but that could be a place where the teacher may pull that student or a small group to help them. Okay, thank you. So cô Lan Lý để ý ở trong cái ví dụ thời khóa biểu học ở đây, ví dụ như cái môn đầu tiên là 8 giờ rưỡi, xong sau đó sẽ có giờ nghỉ giải lao từ 9 giờ cho tới 9 giờ rưỡi. Thì trong khoảng thời gian này, nếu như học sinh có câu hỏi muốn hỏi cô giáo, hoặc là cô giáo cũng có thể chia nhóm nhỏ để giúp đỡ cho học sinh. Tuy nhiên nói là giờ nghỉ giải lao trong 30 phút, nhưng mà nếu mà học sinh cần giúp đỡ
hay là chia nhóm nhỏ thì đây cũng là cái khoảng thời gian mình để trợ giúp cho học sinh nhé. Cảm ơn. The other two ways are during virtual office hours. That is the opportunity for parents or students to make an appointment with their teacher. Và cách thứ hai nữa là cô giáo có thời gian làm việc với phụ huynh. Nếu phụ huynh có câu hỏi gì thì có thể hẹn với thầy cô giáo để thầy cô giáo hỗ trợ thêm nhé. And finally, on Wednesdays, this is the day where teachers will be able to have a lot of focused attention and to provide support and intervention to students that need the extra help. Và cách thứ ba là vào ngày thứ tư, học sinh không có lớp học trực tuyến thì ngày thứ tư cũng có thể cô giáo sẽ cho những cái nhóm nhỏ để mà hỗ trợ cho học sinh trong việc học tập nhé. So đây là câu trả lời cho cô Lan Lý. Cô còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mời cô Lan Lý nói. Lát vô rồi có mở ra không gì để ra họ liên lạc với giáo viên á. Rồi thêm câu hỏi nữa là ngày thứ hai 24 tháng 8 là bắt đầu học lại, thì khi mà 8 giờ rưỡi mở máy ra là coi như là teacher liên lạc với học sinh hay là mình để về từ teacher liên lạc? Dạ, cảm ơn chị. The parent asked August 24th is the first day of school, so she needs to be ready at 8:30. So that will be the first day that they meet the teacher, right? So August 24th is the first day of school for everyone. All students need to be ready. Every grade needs to be ready. The way that they will find out what time they need to log in for the first time is to make sure that the parents look at that schedule. Every student's schedule, every teacher's schedule might be a little bit different. So they need to make sure that they're looking at that child, their schedule, which will be inside of the backpack. Thank you. Để trả lời câu hỏi của phụ huynh này là đúng là tháng 8, 24 đây là ngày đầu tiên đi học cho tất cả các cấp lớp. Nhưng giờ cố định là mấy giờ thì phụ huynh sẽ được biết trong ba lô của học sinh. Thời khóa biểu cho cái học sinh đó sẽ được để trong ba lô. Mỗi một cô giáo, thầy giáo sẽ có cái thời gian bắt đầu lên lớp khác nhau. Cho nên hồi nãy cái đó chỉ là một bảng ví dụ thôi, không phải là lịch học của quý vị nhé. Đừng hiểu lầm. Hồi nãy những bản thuyết trình đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Còn thời khóa biểu của con quý vị là ở trong ba lô của mình. Khi mình lấy ba lô về nhà, mình phải mở ra xem thời khóa biểu bắt đầu học là mấy giờ. Cảm ơn quý vị. Hello. Dạ, xin nói. Em muốn hỏi gì chứ cái miếng agreement đó mình sai rồi mình send đi trường hay là office district à? Em cảm ơn chị. The parent has the question about the acceptance form. Does she need to sign it and send it back to the office? I can answer this question. Okay. Okay. Cảm ơn quý vị đã hỏi câu hỏi này. Thì cái đơn đó đã gửi về nhà cho mình và gửi theo email nữa. Thì hiện tại quý vị không cần ký, chỉ cần nhận và đọc để hiểu những cái luật lệ và quy định mà thôi, không cần gửi, trả lại cho trường học nhé. Cảm ơn. Câu hỏi kế. Trong phòng chat có một số phụ huynh gửi câu hỏi riêng tư cho cô Phượng. Cô ấy không có xem được. Xin quý vị gửi câu hỏi của mình tới everyone, cho tới mọi người thì tôi sẽ thấy được và đọc cho quý vị nhé.
Alo cho em hỏi. Dạ chị nói ạ. Giống như em đã đăng ký lên rồi, nhưng mà sao em thấy cái message của em gửi về cho em là phải điền lại cái gì đó em không hiểu. Chị có thể nói rõ hơn không ạ? Giống như mình đã đăng ký lên rồi, approve rồi hết trơn rồi, nhưng mà few days ago, mấy ngày trước đó là nó send message cho em là phải điền lại rồi đi nhận food gì đó ở trường gì đó. Có cần điền như vậy không? Hình như vô Google gì đó điền á. Là xin đi ăn trưa hả chị? Dạ. Yeah. Okay. This parent has a question about lunch application. Let me ask her for the detail. Chị có thể nói là, tức là chị đã nộp đơn xin rồi nhưng mà họ bác bỏ hay là sao chị? Không, approval, everything ok hết trơn rồi, nhưng mà không biết sao mà lại điền thêm cái đó, là không biết là food của Linh hay là food của lâu lâu có một lần em cũng không mấy gì hiểu mà nó kêu em điền. Chị có thể gọi điện thoại cho bên bên food service được không? Em cho chị số, em đánh số ở phía dưới. Để chị gọi bên đó hỏi nhé. Okay, okay. Yeah. This parent has question about lunch application, so I gave her food service phone number. Right. They could also just look at the main in the main district webpage. There is right under news and announcements. There is the apply for school lunch. Little section, they can also find information there. Okay. Đây là cái số phone cho phụ huynh gọi vào trong cái dịch vụ food service, và nếu như quý vị có câu hỏi gì đó thì quý vị có thể hỏi vào đó nhé. Đồng thời nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết có thể lên trang web của học khu, trong đó sẽ chọn food service và bên và họ sẽ có những cái mục câu hỏi thì mình sẽ có. Câu hỏi kế tiếp. There is a question said, is there any way that we can set up an alert when the homework is due? Yes, and I should probably ask Mrs. Wen to answer this question. I want, could I answer in English and you respond in Vietnamese? Yes. Okay. So there is, the teachers can set up a scheduled due date. And then like we showed in the Google Classroom, the children can see in the, when it's due. So there is a pre-setup teachers can do. Câu trả lời của quý phụ huynh này là có, vì cô giáo, thầy giáo có thể cài đặt những cái ngày mà bài tập mình cần phải nộp và nhắc nhở học sinh ngày phải nộp bài. Câu hỏi kế tiếp là chúng tôi là người mới nhập cư đến Mỹ, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nên con chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong sự giao tiếp. Chúng sẽ hỏi làm sao theo kịp các bạn. The next question from parent is we are recently arrived to the US. English is our second language. Our children has difficulty in communication with others. How do they catch up with their peers? This is a great question. First of all, welcome to the Garvey School District. There is, during the registration process, there is a home language survey form that parents will be filling out. Once that form is filled out, then that tells the district that we have to assess the student's level of proficiency in English. And upon that assessment,
the teacher will receive the results, and from there, we are able to provide the appropriate service to help that student. Thank you. Trước tiên là xin chào đón quý phụ huynh đến học khu trường Ga Vì. Khi quý vị làm giấy tờ đăng ký nhập học, có một đơn gọi là điều tra ngôn ngữ nói ở nhà. Thì sau khi quý vị điền vào đơn đó rồi thì chúng tôi sẽ để vào trong hệ thống của chúng tôi. Và khi chúng tôi có những thông báo hoặc là email cũng là cũng là dùng ngôn ngữ mà quý vị sử dụng thường ở nhà. Cô giáo, thầy giáo cũng sẽ giúp đỡ học sinh. Next question. Nếu học sinh có câu hỏi và cần sự giúp đỡ trong khi phụ huynh của học sinh phải đi làm thì ai sẽ là người giúp đỡ và hướng dẫn học sinh? The question is, if the student have question and need support while doing the distant learning life and the parent are at work, who will be the person helping the student? What I would say is, well first of all, I want to make sure that I understood the question correctly. The students should be supervised by the parents, so I hope this isn't, I'm not understanding the question wrong. Would you like me to repeat? Yes, yes. Okay. When students have a question or need support while doing a live lesson and the parent are at work, who will be the one helping the student? So definitely there's time for intervention throughout the day and on Wednesday. So first, that's sort of the basics. During the live instruction, the teacher is also checking for understanding to make sure that the students are on track and sort of understanding the lesson. So that is as much as I can say. And of course, we hope that there is somebody at home also supervising the children. So the parents would need to make arrangements to have somebody supervising the children while they receive the support via their teacher at home. Thank you. So để trả lời câu hỏi đó của phụ huynh là chúng tôi cũng có những cái giờ làm việc của cô giáo và ngày thứ tư thì phụ huynh nếu cần sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc học tập của học sinh thì quý vị có thể liên lạc với thầy cô giáo để có những buổi gặp mặt để giúp đỡ cho học sinh về việc học tập đó. Chúng tôi đã đến giờ cho câu hỏi và đáp. Những câu hỏi mà quý vị để ra ở trong phòng chat mà chúng tôi chưa trả lời được thì chúng tôi sẽ trả lời sau trên trang web của học khu nhé. Cảm ơn. Chúng tôi muốn bạn luôn kết nối với học khu Ga Vì. Sau đây là một số phương pháp. Phụ huynh nên thường xuyên xem hộp thư và kiểm tra thông tin cập nhật trên mạng đăng tải bởi giám đốc bà Anita Chu. Bà ấy đăng những thông tin đó hàng tuần và gửi email cho phụ huynh thường xuyên. Bạn xem địa chỉ trang web học khu ở đây màu xanh nhé. Đây là trang web của học khu. Cách thứ hai là bạn cũng có thể gửi email cho giáo viên và hiệu trưởng của mình. Cách kế là chúng tôi có đường dây nóng tại học khu cho phụ huynh. Số tiếng Anh và số tiếng Tây Ban Nha là 626-307-3421.
tiếng Trung Quốc và tiếng Việt là 626-307-3423. Ngoài ra, quý vị còn có thể gọi đến trường học để nói chuyện với điều phối viên của trường học. Quý vị cũng có thể lấy một cuộc hẹn để đến văn phòng của trường. Họ đã mở cửa và sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và cuối cùng, chúng tôi có một tài khoản Instagram có tên là GovPIA. Và đây kết thúc phần trình bày của chúng tôi về đào tạo học từ xa. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tham gia và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Hãy nhớ rằng phiên họp này đang được ghi âm lại và sẽ được tải lên trang web của học khu của chúng tôi trong vài ngày tới. Xin chào tạm biệt và mong quý vị giữ gìn sức khỏe. Bye bye. Bye bye.